Rồi lựa được cho nó cái nào chưa? Thì lựa được hai cái đó, nhưng mà cái cỡ của thằng Mẻo chú còn kiểu nào nữa không? Ở trời, bán từ bữa tới nay hết ráo rồi, còn hai cái này hả? Con thích cái nào? Con thích cái này. Thích này hả? Chắc không? Dạ chắc. Thôi con lấy cái này. Nó thích đá banh thì cho ông lựa cái áo đó, lựa cái áo này. Đâu, con cũng thích đá banh, nhưng mà con mê MB3, còn cái này Messi không mê. Trời đất ơi, tội nghiệp thằng nhỏ, tao bớt 20, tao lấy 70 thôi nha. Cảm ơn chú nghe. Chú, hả? Tết này á, anh cu đen có về ăn Tết với chú không? Thôi, về làm chi, ở bên mình mới có Tết, ở bển làm gì có Tết. Ở bển người ta đi làm suốt hà, với lại mỗi lần Tết về để tốn tiền lắm, đâu phải chuyện chơi đâu. Cái tiền đó để mua vé máy bay về đây tao thà để nó cho tao, tao ăn tao còn sướng thân nữa. Thôi chú ơi, ăn Tết mình buồn chết. Buồn cái gì mà buồn, từ nhỏ tới lớn này sống một mình về Tết hay là gì cũng một mình. Trời ơi, thà sống một mình vậy là mình phải vui lên. Tết nhất phải vui lên, thấy chưa? Năm nay chắc nhà mình buồn lắm, ngõ trước vườn sau tiêu đều vắng lặng. Về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Chú, để lát con về con đem cặp bánh tét qua biếu chú ăn Tết cho vui. Cảm ơn nha. Tết vui vẻ chú ạ. Vui vẻ, vui vẻ. Về con. Chào con nha. Ông ơi, con của mình Tết nhất mà nó chẳng về không. Chà, năm nay quần áo màu sắc nhiều quá hả chú Sang? Dạ, năm nay mẫu mã nhiều. Đẹp, bán đẹp cũng quá. Được lắm, dạ. Đây, lấy ba cái nha. Vậy hả? Ừ. Mua cho mấy đứa nhỏ hả? Rồi, thấy thấy có ghi giá đẳng là 80 hả? Dạ đúng rồi, ba cái là 240. Rồi gửi chú. Chú, chừng nào chú nghỉ Tết? Chắc trưa 30 này là nghỉ rồi đó chị. Dạ, dạ cho gửi. Ê cha ơi, Tết nhất mà có ba đứa con nó ở gần, ba đứa cháu nó ở gần như vậy thì quá ư là hạnh phúc ha. Buôn mai bán đắt nha chú Sang nha. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ đây. Xin lỗi, về xếp lại ha, ủi lại kỹ giùm ha. Rồi, phải giặt rồi ủi lại. Dạ đúng rồi, cảm ơn. Dạ cẩn thận nha. Ăn Tết vui vẻ. Hi, xin chào mọi người nha. Mình đang một khu chợ và mọi người hãy nhớ like, share và cho mình nha mọi người nha. Hả? Chị này có thiệt không ạ? Bắt chước ai vậy con? Ăn nói sành lưa. Trời ơi, nghĩ sao? Ê, anh trai, chào mọi người kế đi. Trời dễ thương quá. Chào mọi người nha anh. Cảm ơn anh nha. Trời. Trời, sáng sớm ai phơi đồ mà khói không vậy? Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập diều tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng gió rắc tro tiền giấy bay. Tà tà bóng ngã về tay, chị em thơ thẩn đang tay ra về. Bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nào nào, nhích phao câu ra chị ơi. Buôn bán mà chỉ phao câu chắc bán còn lâu mới hết á. Em nói chị á. Ôi chị à. Dạ. Xin lỗi. Hai mọi người ơi. Cô, dạ. Buôn bông. Em ơi, em lấy chim mà. Dạ. Nó nhỏ cái mồm thôi. Dạ. Hai, xin chào mọi người nha. Chị. Mình là Ái Trinh. Cô... Em ơi, buôn bán bình thường thôi. Có gì đâu, năng động lên chứ, em buôn bán mà. Vui lên. Rồi ok, dễ thương đó. Hi, xin chào mọi người. Mình là Ái Trinh và ngày hôm nay mình sẽ chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của mình, Độc Lạ Bình Hưng Hoa. Ủa chị, bộ kênh chị chuyên review lò thiêu hả? Em nói cái gì vậy? Ăn nói xà lơ. Thì nhà chị ở Bình Hưng Hòa thì chị đặt tên là hả Độc Lạ Bình Hưng Hòa thôi. Vậy sao không chị không quay Bình Hưng Hòa mà chị xuống đây chị quay? Là Bình Hưng Hòa hết độc lạ rồi. Chị khen em độc lạ phải không? Em dễ thương. Nè, chào mọi người đi.
Không cần đâu. Mọi người ơi, mình đang có mặt tại một khu chợ ven sông rất là đẹp. Đó, một khu chợ Tết nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ở đây ấm áp tình người vô cùng mọi người. Tại vì mọi người biết sao không, người dân ở đây thì chan hòa nè, hiền lành và xem nhau giống như là một gia đình vậy đó. Trời ơi, chợ mới xây tân tinh. Không có sao đâu, kiểu nó phải có không khí như vậy đó mọi người. Cái này giống như là trò chơi dân gian ngày Tết thôi, chạy qua chạy lại vậy đó. Thì cái này là một cái nét đặc trưng ở chợ thôi, nhưng mà siêu thị làm gì có, đúng không ạ? Rất là dễ thương. Và mọi người ơi, ngày hôm nay Ái Trinh có mặt ở đây, Ái Trinh chẳng đem gì ngoài một tấm lòng nhân ái cả. Ủa chị, đi chợ không đem tiền, đem tấm lòng sao mua đồ? Thì nó trả giá bằng cả tấm lòng đó con. Mọi người ơi, mọi người vô coi cái anh này nè mọi người ơi. Anh ơi, anh đàn ông mà anh hơn thua với phụ nữ làm cái gì? Trong khi vợ anh đang đứng bán cực khổ, anh nằm anh nghỉ ngơi anh vậy đó mọi người. Mọi người thả phẫn nộ cho cái anh này đi. Chị, tôi nằm nghỉ chứ tôi làm chơi nào chị. Ủa, vợ anh đứng bán vậy nè, đó. Cái tự nhiên á hả, anh nằm anh nghỉ là sao chị? Mọi người cho bay màu cái kênh của anh này chị, để chị dạy ổng. Này ba em. Ba. Gái dễ thương quá ha. Trời ơi, con gái giống cha là nhà có đức đó. Em con trai. Đúng là độc lạ bình hương hòa luôn mọi người ơi. Trời ơi, chuyển giới nhìn ý thiệt luôn. Nhìn không ra. Em chơi thẳng. Em quá trang chơi à. Ủa, quá trang hả? Trời ơi, quá trang y như thiệt luôn nè mọi chị, người đau. Ơi nè, mọi người nhìn thử đi. Đó, y thiệt luôn nè. Trời ơi, tùm lum hết trơn nè mọi người, thấy không? Đau, đau chị, đau. Tóc này đâu có đau, tóc giả sao? Đau, tóc thiệt mới đau, em nghịch chị thử đi. Không, chị đau chị đánh em đó. Nhưng mà dễ thương. Dạ. Mà em quá trang chứ gì? Trời ơi, quá trang bán cho đắt chị. Làm bình thường ai để ý. À, bên kia nó còn làm may ăn tim kìa. Dưa hấu này chín rồi đó, ngon nha. Dạ. Dạ, dạ. Ê, bóp cái là mua một trái à. Dạ, 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 hai cái. Ê, bóp bên đây cho đều luôn, bên đây nữa. Ồ, thôi vậy là em bán bông hả? Vậy không, em bán đất. Sao em chân bông? Chị thấy sao còn hỏi. Ô, bông đẹp quá. Mọi người ơi, đây có rất là nhiều loại nha. Bên đây là bông mai nè. Cái này 2 triệu. À, bông cúc nè. Dạ, ăn chậu 120. Bông dạng thọ. Cái này là 75. Bông bóng. Em đánh chị bông gân á. Dễ thương quá à. Em buôn bán sao chị ghẹo em vậy? Chửi cũng dễ thương nữa. Rồi đánh gì cũng dễ thương nữa. Mọi người thấy không? Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ nha, ghé đây ủng hộ cái xà bông của hai cha con nè. Rất là đáng yêu, rất là đầu tư, bông đẹp, giá rẻ, tư vấn nhiệt tình nữa. Dạ, chị lấy chậu này hay chậu nào em gói cho. Đó, thấy chưa? Đáng yêu, thấy ghét ghê chưa? Chưa kịp chọn nữa, chọn sẵn cho mình rồi. Em chào mọi người đi. Dạ, chào mọi người. Trinh cũng chào mọi người nha. Mọi người hãy cùng Trinh đi qua gian hàng khác ha. Tội nghiệp, con bé tưởng vậy nó có duyên. Mà thôi, 5 tuổi mà con, bỏ đi. Mày làm gì tí? Xả xui. Chứ cái này là bán tới mùng 1 luôn á. Chị, bông chị. Mua bông cô chú anh chị ơi. Cô ơi, bông cúc không? Chợ Tết vui quá nè mọi người ơi. Bà uống gì không? Thôi nè. Không, bà uống gì? Ôi ôi, ở đây quá trời bông luôn nè cơ. Ý, bông. Em trai thẳng. Trai thẳng gì mà kỳ vậy? Đẹp không? Ăn mặc kìa. Trời ơi, nhìn nè mọi người. Con trai bây giờ ăn mặc gì ngộ quá ha. Anh ăn mặc cũng ngộ quá ha. Ngộ không, ngộ không, ngộ không? Ăn mặc như siêu nhân mà trang điểm giống con lân quá. Ủa? Cái này là cái xu hướng bây giờ em, xu hướng bây giờ. Dạ. Ừ. Anh mua bông không? Ủa, bông hả? Đang tới bông nó còn nở nữa. Bông đẹp quá mọi người ơi. Nhưng mà Tết á, chân bông nó không có dông trong nhà. Ba. Hả? Công nhận giờ quay clip 2 không cần lòng tiếng cười ha. Là sao con? Tự nói xong tự cười luôn. Xin chào chú bán dừa, ế nhẹ giữa chợ Tết đông vui tấp nập. Mời luôn.
Sao bà chú? Bán hơi ế mà xè được khỏi cọc tiền vậy không hả? Bán rất là được nha. Ê, quay cái gì vậy? Có sự cho phép của tôi chưa hả? Ừ, cái này quay xung quanh chợ Tết mà chú. Chú mà chú bán dừa chi vậy chú? Sao hỏi gì vô duyên vậy? Tôi bán dừa tôi phục vụ nhân dân. Tết nhất tới nơi là bán về cho nhà người ta có cái người ta trưng mâm ngũ quả. Em không trưng mâm ngũ quả, em trưng em được không? Là thành mâm ngũ quỷ rồi đó. Mà chú bán dừa chú qua cầu chú có té không? Chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán dừa không có té. À. Sao đi review mà thiếu kiến thức vậy anh? Kiến thức là cái gì? Thôi quay tiếp đi. À. Kệ tệ, ta nói đúng mà chú bán dừa qua cầu mà té, chú tóc tém ở lại làm chi? Ủa chú? Chú, à, Tết tới rồi, chú có chích thèm chích khác gì không? Con mua cho. Có, rất là chích thèm cái sự ra đi của cậu. Ủa? Chú nói gì ghê vậy? Đi làm ơn, làm phước, đi giùm một cái bây giờ có mua không? Mua thì mua, còn không mua thì đi chỗ khác, người ta bán, người ta còn về nhà nữa. À, là chú muốn về nhà phải không? Chắc nhà chú xa lắm phải không chú? Thôi bây giờ để con mua tặng chú tấm vé về nhà nha. Nhà kế cầu đây nè. Nha, cái cầu ngó xuống sông á chứ không phải cầu kia. Vậy vậy bây giờ chú có muốn mua cái gì mà chú không có tiền không? Dạ em có tiền anh, em có tiền. Chú, cái khúc này chú phải nói là chú không có tiền, con mới có content con quay, hiểu không? Quay gì? Quay review à. Hay quá, vừa chỗ nào cũng như chỗ nấy mà cũng review. Ở cầm. Đây tôi nè. À. Tôi không có tiền. Tôi không hề có tiền. Thường quá. Tôi có điện thoại thôi, 4 cái. Tôi không có tiền. Đây 2 cái nè. Đây cái thứ ba. Đó bây giờ ông đi không? Ông đi tôi lấy thêm cái nữa tôi gọi cho chị tôi nha. Mà chị tôi bảo vệ khu chợ này nè. Nhìn mặt mai mốt vô chợ né ra. Chị gì mà không giống gì chân vậy? Cái này là chị nuôi ha, ông không biết gì cả, tôi đang nuôi từ từ khi nào lớn bắt đầu tôi ăn thịt. Ê, quay tắt xong quay tắt đi. Tao hỏi chuyện cá nhân tại vậy? Trời ơi, ai biết. Vậy là giờ chú có tiền phải không? Có tiền. Trời ơi, bán dừa gì mà không nghèo vậy chứ trời. Trời. Giờ phải kiếm ai nghèo quay nè. Nguyên chợ này cũng giàu á, có mình anh nghèo à. Nghèo đạo đức á. Đạo đức là gì? Cô có nghèo không? Cô quay cô nè. Giờ sao ngộ ghê. Cứ lo kiếm tương tác mà không chịu học cách tử tế. Kệ cha người ta. Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cho dù tương tác rất cao mà đạo đức thấp khác nào mất dạy. Ủa, văn chương đang vô dần câu cuối Trấn Quốc vậy? Đối với mấy thể loại này không có cần văn chương đâu ba. Chưa văn tục là hên. Bậy con. Tí có hàng nha. Ba mua nước về cho. Ôi trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Hay, bông năm nay đẹp quá ta. Dạ, chắc mua vài chậu đem về. Chưng ở nhà ăn mấy ngày Tết cho nó vui coi. Mai đồ cũng đẹp quá. Ôi, mua gì chú? Mua gì đó. Gì chú? Chị xuống đây rồi chú Cụi đâu? Chị nào chú? Chị Hằng Nga. Đâu phải, con quá trang à. Làm hết hồn với hả? Bán bông mà làm như là Hằng Nga dán trần vậy. Con làm vậy ta mới để ý, ta mua. Trời ơi, bông cúc đẹp quá nè. Này là coi như mùng 1 còn nở đậm nữa chú. Biết rồi, ở ngoài này thì nó nở nhiều rồi nè. Dạ. Đó, quá đẹp trời ơi. Hai cái chậu mai bển đẹp quá đẹp. Con 1 triệu mấy rồi chú? À, cái này mà trưng lên thêm mấy cái đồ đeo treo toàn ten nữa là đẹp lắm á. Dạ. Quá đẹp luôn, mai đẹp, cúc đẹp nè. Dạ. Hey, cho 2 chậu vạn thọ đi. Là chú mua vạn thọ phải không? Mua vạn thọ. Dạ vậy coi như là chậu 60, 2 chậu con lấy 100. Là sao, buôn bán gì vậy? Dạ. Vậy có nghĩa là mỗi 1 chậu vậy là 50 hay là 1 chậu là 60? Tức là 1 chậu con bán 60, mà mua 2 chậu con bớt còn 50. Mày bán buôn cái kiểu mày tính kiểu kỳ cục vậy? Bây giờ 1 chậu về là bao nhiêu bông? Trời ơi chú ơi, con bán theo chậu đâu bán theo bông. Trời đất ơi, bán phải theo bông, nhưng bán theo chậu mà đâu có phải chậu nào mày cũng bông đẹp đâu. Cũng có chậu bông xấu, cũng có chậu bông đẹp. Bây giờ tao thấy có cái chậu nhỏ bông đẹp nhưng mà ít bông quá. Cho nên tao phải lấy những cái bông đẹp ở những cái chậu khác tao lấy qua, được chưa? Bên đây nè, chậu này là có 6 cái bông đẹp nè. Bây giờ bên kia có 4 cái bông màu cũng đẹp nè. Hợp với màu này mày cắt 4 bông đó mày đem để bên đây có được không? Trời đất ơi, bông sao con cắt được chú? Sao cắt không được, bứng cái gốc rễ gắn vô đây thôi, cái gì đâu không được, đem về chăm sóc. Ủa chú chọn cái chậu 6 bông chi, sao không chọn cái chậu 13 bông á? Chắc coi chậu nào 13 bông. Trời ở đây còn là 6 bông hay 8 bông, 4 bông thôi mà ở đâu 13 bông. Mùng 1 nó nở thêm. Mày chắc là mùng 1 nó nở không?
rủi mùng một nó không nở, ngay những cái ngày người ta cần thiết đầu năm đầu tháng nó không nở rồi xui nguyên năm người ta hả? Vậy chú đi coi bói đi hả? Hoành lại mua bông. Mày điên cho, tự nhiên tao cầm nguyên con chậu bông mà nó chưa nở, tao tới tao gặp ngay thầy bói tao nói dạ thưa ngài, ngài là bơ người coi giùm tôi cái năm này cái tháng này con cái chậu bông này của tôi có nở để cho tôi được hên nguyên năm. Bộ tao điên hả? Sao gì chứ cũng nói được chứ vậy? Tao nói được hết, tao nói được hết, tao là khách hàng tao đi mua mà. Sao bây giờ chú thích chậu nào chú nói đi. Chậu này mày lấy nhiêu? Nãy con lấy 200 thôi, giờ chú làm khó làm khăn con bớt chú 10.000 á, còn 90. Trời ơi, 10.000 mày lớn ghê luôn á. 10.000 mày, tao nói thiệt với mày, tao đi coi bói thì bói lấy có 5.000 à. Mà bấm vô tao bói quy một cuộc đời luôn. Trời, coi bói gì mà chấm tử vi bằng bịch bánh cua vậy? Trời, bịch bánh cua gì bịch bánh cua. Bây giờ tao lấy 2 nè. Tao giờ chú muốn gì chú nói đi, con bán lẹ cho. Đó, còn phải bán buôn vậy, tao còn đi về bển, tao buôn bán ở bển nữa. Dạ. Mua cái này đem về trước để coi chiều ra tao chứng. Được nhiêu chú? 2, bây giờ chú trả con 40 đó. Chú lấy 2 phải không? Ừ, 40 đó, có phải rớp rẻ bán buôn vậy có phải được nè, không? Nè, 2 không nè chú. 2 cấp 40. Mày hay quá ha, coi thấy ghê không? Dòm y như nè, thanh đề mà đổi chảo dầu vậy đó. Trời ơi, ở dưới có ngồi bằng trong không? Chứ giờ chú muốn làm sao? Trời đất ơi, ở dưới nhà vườn người ta bán hả? Nó rẻ mạt hả mày ơi? Vậy giờ con ghi địa chỉ chú xuống nhà vườn Cà Mau chú mua cho rẻ nghe. Tao đâu có điên. Tự nhiên bây giờ tao mua 4 2 ở đây, tự nhiên tao phải bỏ tiền tao đi xuống với Cà Mau làm chi cho tốn tiền vậy? Tiền vé xe còn hơn tiền mua mấy chậu bông nữa. Ở mấy cái chậu bông này dưới người ta bán chừng 10.000, 15.000. Mày đem lên đây mày bán cả 100.000. Mày lời biết là bao nhiêu lời rồi. Chú trả giá gì chết con rồi. Chết cái gì mà bán buôn cái kiểu mắc quá mày ơi. Tao nói mày nghe, bây giờ mày không chịu bán ha, rồi mày đợi đến 29, 30 Tết á, lúc đó băng tông băng tháo nghe chưa hả, cho người ta còn thèm lấy nữa à. Trời đất ơi, mua bông ngày Tết mà sao trả giá quá vậy ông anh, ép giá người ta quá có chừng nghiệp quật nha ông anh. Bà là ai tự nhiên xen vô chuyện của người ta? Tôi là người mua qua. Tôi đâu có mua ông đâu, ông làm gì ông diễn dữ vậy? Thì nói cái chữ mua qua. Rồi đây là người bán qua đấy hả? Trời dạ. Thấy tội nghiệp nó chưa? Đó. Mà chị nó đẹp mới đi bán qua tôi không tức. Nó xấu như vậy nó phải đi bán qua mà còn ép giá nó nữa. Bây giờ cô mua mở hàng nè, để cho tránh những cái điều mà xui rủi nãy giờ con phải gánh đi nha con. Dạ. Bông bán sao vậy con? Dạ bông 50 chậu, 2 100. À vậy hả? Vậy lấy cô 4 luôn đi con. Trả giá đi. Trả giá ra. Trả giá ăn chi ông ơi? Đã đi mua qua ủng hộ người bán, người ta nghèo khổ, người ta trồng rất là khó khăn mới được cây bông cho mình hưởng ngày Tết. Mà nỡ lòng nào đi ép giá, đi trả giá con người ta, có phải là con người nữa không? Tôi chỉ nói những con người nào mà không có đầu óc suy nghĩ, đã đi mua qua là muốn hưởng thụ rồi, mà còn ép giá cái người mà lao động như vậy á, không biết có suy nghĩ không nữa. Trời đất, suy nghĩ cái gì? Trời ơi, nãy giờ bà chửi côn trùng mà bà chửi ai? Tôi đâu có chửi ông anh, tôi nói là những người nào mà không có suy nghĩ, không có lòng nhân ái mới làm cái chuyện đó, chứ ông anh đâu phải là người vậy hả ông anh hả? Dạ, nhưng mà cô chú định chừng nào mua bông? Không, bây giờ mua liền nè con. Dạ. Thấy chưa, thiệt á, cô nghèo lắm con, cô không có tiền để cắt tóc luôn á. Tết nhất tới nơi có ai để đầu tóc chạy đâu con, nhưng mà cô vẫn bấm bụng cô mua hoa ủng hộ con. Cô mua 4 luôn á hả? 4 4 200 mà thôi, cô mua nhiều quá, con bớt cho cô. Thôi không cần bớt, bớt là cô tự ái cô giận nha. Đã đi mua hoa rồi làm sao mà bớt được. Cô dạ không quá. Cần bớt đâu, bớt là cô giận đó. Giàu quá. Dạ. Ừ, cảm ơn ông anh. Bây giờ con biết cô mua hoa gì không? Dạ, cô lấy bông gì con? Con đoán đi. À, con biết rồi. Con biết hả? Dạ. Vậy là con biết cô mua hoa gì? Cô đoán xem. Hay mày, trời ơi thằng này. Là ý con trùng khắp ý cô rồi phải không? Con đoán đi. À, đoán tới bao giờ? Hả? Đoán tới năm sau, giao thừa năm sau hay không? Bây giờ đoán chạy kéo nhau tới đưa 5.000 thì bói. Thì bói biết mua bông gì liền. Thôi ông anh khó quá, cô cháu người ta giỡn ngày gần đầu xuân mà. Sao ông anh khó quá? Trời ơi, chú khó ở kêu này năm sau khó sống lắm luôn á. Trời đất ơi, trời đất ơi. Cô hả? Nói thiệt chứ, nhiều người mua chạy giá lên chạy giá xuống, sao cô không có phải sang trọng mà cô chơi sợp quá vậy? Tại vì cô rút kinh nghiệm cuộc sống của mình đó con. Cô mới nghèo đây đó, cô mới nghèo 10 ngày trước Tết thôi đó. Trời con. Chưa hồi đó cô giàu lắm. Mà tại vì cô đi mua đồ mà cô trả giá đó con. Cô ép giá người lao động, người cực khổ đó con. Cái tự nhiên cô nghèo ngang xương à con. Bây giờ cô sợ lắm, cô sợ mà trả giá ai lắm. Là nghèo nha con, nghiệp quật là có thiệt nghe con. Dạ. Cho nên là bây giờ cô khuyên những người nào mà ép giá trả giá gì đó, làm ơn bỏ tính đó đi, nghèo đó con. Gì vậy ông anh? Ông anh sao vậy?
xua đuổi giận xui. Hả? Xua đuổi mấy cái dông xua. Hả? Nè mày, 100.000 nè. Chú nhét vô ống heo giùm con đi. Này sao không con? Dạ. Nè, nhét vô nè. Mua hai chậu 100.000 luôn hả ông anh? Mày mua đó, giờ nhét vô bà nhét tôi đi. Trời ơi, không trả giá luôn hả ông anh? Nó nói vậy là mua vậy. Ô, tốt bụng quá đi đó. Con bưng giùm chú nha. Thôi khỏi, không cần thiết đâu. Mua con chậu bông à, chửi từ đầu chửi xuống á. Họ đâu có dám chửi gì đâu, khuyên, chia sẻ. Khuya cái gì mà khuya. Ô, đây nè, tao nói cho nghe nha. Nếu như mà có ba của mày ở đây á, chẳng những nhiều khi ổng không thèm bớt, ổng còn tặng cho tao nữa à. Có ổng ở đây dễ gì ổng để mày mày hổn với tao. Trời đó, tao hiền quá mà. Chú lấy phân không cho chú hai cục? Không. Trời ơi, vậy sao anh không đợi ba nó ở đây rồi anh xin nè. Buôn bán gặp mấy người này thiệt là rầu lắm con hả? Bởi vì nhiều người đợi tới 29-30 mới mua chết tụi con luôn á. Ủa, làm chuyện đó là thất đức lắm đó con ơi. Dạ, cô lấy 4 chậu phải không? Đúng rồi con. Cô cứ lựa chậu đẹp đi, chậu nào cũng được, 13 bông, 15 bông gì con không lấy thêm tiền đâu. Cuối cùng là con biết cô mua bông gì không? Cô đoán xem. Mình đoán qua đứng lại là tới chiều. Chia sẻ luôn, cô lấy cái loại bông mà đúng tuổi cái ông mà ép giá con đó. Là... bông giảng thọ. Thằng thông minh đó để. Đây nè, bây giờ cô lấy nha. Bốn chậu luôn, bốn chậu luôn. Cô hướng nào con bưng phụ cô cho. Bắt như phụ mày? Khi dễ tao hả? Trời, tao nghèo chứ tao có sức khỏe nha mày. Có bốn chậu bông mà bộ bị liệt cái sao mà phải nhờ người khác bưng tới nhà mình. Cô tự bưng thiệt luôn hả? Cô tự bưng được sức người. Dạ, cảm ơn cô. Rồi. Thôi giờ cô lấy hai chậu trước nha. Rồi chút nữa cô quay lại cô lấy hai chậu tiếp nha con. Dạ. Dạ. Ở buôn may bán đắt nha con. Cảm ơn cô, năm mới phát tài nha. Cảm ơn con nha. Rồi. Ủa, sáng giờ hai cho con bán được không? Trời ơi, sao mà cái bông này nó hợp với bộ đồ tôi dữ vậy trời. Ôi ơi. Ủa Thím Út. Ôi, cái gì đây? Con quá trang. Trời đất ơi, mày quá trang chi vậy? Đâu phải chơi Halloween đâu. Quá trang người ta để ý bán cho đắt. Rồi đắt không? Cũng có người mua mà. Mày nhìn đi, nguyên cái khu này nè nó vắng que luôn, không có một bóng người á. Người ta sợ mày ta bỏ chạy hết đúng không? Ủa tao mua xong tao đi về chứ không để đứng đợi cút điểm danh. Ôi sao nhìn mày giả gái như cái bình ga vậy. Bình ga gì? Tiểu Út mua bông không? Ờ mà hỏi thiệt, sáng giờ á là bán được hay không? Có ai mua không? Bán được. Có người mua hả? Dạ. Vậy thôi tao khỏi mua. Ủa sao kỳ vậy? Thì bây giờ có người mua rồi, tao tưởng ế tao mua ủng hộ, còn có người mua rồi thôi. Ủa chứ Tết nhà Tiểu Út không định mua bông chân hả? Khùng, thì mua bông mà giờ mua. Đợi tới 30 Tết đó, lúc đó hai cha con mày bán ế chổng ế chê ra. Xong rồi bán đổ bán tháo, tao ra đây tao mua cho rẻ. Ủa mà biết đâu được. Thôi tao suy nghĩ nha. Tao thiếu mút mày, người trong nhà với nhau. Không lẽ mày lấy tiền tao. Lúc đó biết đâu mày cho tao vài chậu về tao chưng khởi tốn tiền. Trời ơi, thiếu mút biết nói tiếng người trong nhà luôn hả? Đúng rồi. Người trong nhà gì keo vậy trời. Tí, thiếu mút khỏi mua. Vài bữa nữa anh đem vài chậu về cho má chưng Tết. Thiếu mút muốn lấy thì lấy. Đó thấy chưa, tao biết tính ba mày mà. Ba, con cảnh báo mấy lần mà ba không tin. Người nhà nhiều khi còn keo hơn người ngoài. Ê Tí. Đâu bậy. Ê Tí, đi mua quần áo không? Ở đâu Thiên Phúc? Kia kìa. Con phụ ba con bán rồi. Không một ai mua hết, phụ bán gì. Thôi được rồi, cứ đi Thiên Phúc đi. Để đó ba coi cho. Ừ, lát có khách rồi bán đi. Đi. Ê một khoan. Dạ. Muốn đi với Út thì thay cái bộ đồ này đi. Nè, nhìn nè. Trời ơi, mày mặc cái bộ đồ này mày đi chung với tao liên lụy lắm. Trời ơi, đẹp gì liên lụy vậy? Ủa, mày đi chung với tao rồi tao tưởng tao khùng giống mày hả? Đẹp chết khùng. Nè đó, lựa mấy cái này nè. Ủa, sao lựa nhiều vậy Thím Út? Thôi phải nhiều chứ, phải nhiều kiểu vô nữa. Nè áo dài nè, rồi bà ba nè, rồi pyjama nè, rồi đầm cúp ngực nè. Mà màu nổi quá kỳ không? Tết nhất mà. Phải mặc nổi lên, đỏ, vàng nè, rồi hồng, cam đồ nè đó, mấy cái màu dạ quang đồ vô. Nhưng mà mặc vừa không Thím Út? Mấy cái này á là may theo số đồ đại chúng, cho nên là ai cũng vừa hết trơn, yên tâm. Dạ. Ý, cái bộ này được nè Thím Út. Mua áo mà tặng luôn mắt kiến, đồng hồ, dây chuyền nữa nè. Được, mua bộ này lời nè. Dạ. Lấy bộ này đi, bộ này luôn. Rồi, tính tiền đi. Tính tiền. Ủa, lừa nãy giờ mà không ai bán vậy? Ủa sao buôn bán không có ai cho vậy trời? Có đây. Xin chào cô gái và nữ cầu thủ nghe. Hai người mua hàng mã hả? Mua cái gì tính tiền? Cô. Ủa. Hey.
Cô ơi. Cô ơi, xin chào. Ủa cô? Ờ con. Cái cô nãy đâu rồi? Cô nào? Cô nghèo nghèo khổ khổ nãy á. Làm gì có cô đó, cô quá thân đó chứ. Con xấu như vậy con vẫn quá thân thành cô tiên xấu xí được, thì mắc gì cô không quá thân thành bà già cô đơn nghèo khổ trong mùa đông lạnh giá được chứ con. Ủa mà cô làm vậy chi cực vậy? Trời ơi, cực mà đỡ tốn tiền con. Phải hóa trang vậy cho mình nghèo nàn vậy, để những cái người buôn bán như con đó đừng có nói thách, để khỏi phải bị mua hớ đó con. Trời ơi. À đó, đẹp ghê chưa. Bông này là mình chưng hay là mình bán? À chưng, mà nếu muốn mua bán luôn. Đi hướng Bắc là dạng sự bế tắc, còn hướng Đông là dạng sự hanh thọ. Chào quý khách. Ồ, dạ, bông này bán sao vậy chị? Ờ, một chậu 200, hai chậu 300. Ủa cô? Cô, thôi nha, được rồi con. Cô sợ người ta nói thách cô mà cô nói thách ta dữ gì luôn hả? Ủa, vậy là mắc lắm hả em? Ở bên ba của em bán có 60.000 chậu này à. Ê, thôi nha. Ngộ quá à, chỗ đứng quầy người ta thì im lặng đi để người ta buôn bán chứ mắc cừ quá à. Đó là mình, đó là bông thường thôi em. Bên đây bông phép. Trời đất ơi. Ủa? Bông phép gì? Phép á. Phép gì cô? Phép lịch sự đó. Cái chỗ người ta buôn bán mà cứ chen mỏi vô hoài. Bà làm gì vậy? Ủa là nhang không đốt mà cũng có phép luôn hả? Không phải là tôi làm phép, mà tôi chỉ trù cho phép lên thôi. Bởi vì sao? Trù? Là ý là đẩy cho phép lên thôi. À. Em biết không? Bông này không phải bông thường đâu em. Bông này là bông được trồng. Dạ. Ủa? Ủa? Bông nào không được trồng bà nội? Không phải trồng trong vườn thường mà trồng trong vườn của ngôi chùa. Cái vườn này linh thiêng lắm. Được sư trụ trì của cái chùa đó trù chú. Ủa? Trù chú là gì? Trì chú. Trời, nó linh thiêng lắm em ơi, hãy tin chị. Hèn chi, hào quang chói mắt em quá. Ừ, nó tỏa hào dạ. Quang đó. Mua bông rồi đi nha, vào mấy hồi. Ôi, em đúng ơi. Là độc lạ. Đúng chị, bây giờ chị lấy em 4 chậu đi. Em mua 4 chậu hả? Dạ. Em ơi, bây giờ là một chậu là chị lấy 200, hai chậu chị lấy 300 đúng không? Dạ. Bây giờ 4 chậu là chị lấy 850 ha. Ủa cái gì bà? Hả? Sao chị? 600. Ờ, đúng rồi. 600. Phải đúng. Tính là 850. Có 600 thôi hả? Dạ. Tại vì hồi nãy nè chị dùng cái bó nhang này nè, rồi cộng thêm cái đức độ của chị vô đây nè, thì cái phép của những cái chậu bông này nó nhiều hơn nữa đó. Cho chị xin thêm 250 chứ nhiêu. Dạ, 850 phải không chị? 850 thì chị giao tới nhà cho em dạ, nha. Dạ dạ, thôi khỏi chị, để em tự bưng đi được rồi, gần sạch hả? Không, em 4 chậu là nặng lắm. Dạ thôi không sao đâu, em đâu có bị liệt. Ủa? Thấy chưa, thấy những người thông minh người ta nói giống nhau ghê chưa? Bao nhiêu một chậu vậy cưng? Ờ, 1 chậu 300, 4 chậu 2 triệu. Lấy 4 chậu. Hai. Ê, cái thằng kia. Mày chơi tao. Mày sang tay, mày còn lời hơn tao nữa. Trời ơi, cái móng tay tôi dài rồi, móng tay của nó còn dài hơn. Bởi vì ông bà mày nói dở quá vậy, cái móng tay nhọn. Quá. Hồi nãy bên kia con tưởng đâu cô đàng hoàng chính trực không á, ai dè. Quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, mua đi bán lại lời một chút, đâu biết vậy sao nghiệp rất nhiều. Ủa mày làm gì vậy? Mày nói gì tao không hiểu, mày làm thơ hả? Nó chửi bà đó. Chửi nghiệp quật. À thà là nói như nhỏ này tao hiểu liền, làm thơ không hiểu gì hết trơn á. Bây giờ đứng dậy làm cái gì? Bây giờ làm ơn mua rồi đi về giùm cái đây. Ủa mất gì tự nhiên cái chửi bà nội này? Bị cọc đó biết không? Bị cọc thì bà tính tiền cho tôi đi. Tự nhiên tôi đứng đây tôi chứng kiến một cái cuộc buôn bán vô chi vô lý. Rồi bây giờ là 6 bộ. À, một bộ là 80. 6 lần 8 là 48. Rồi thêm 100.000 tiền nhang với lại mấy cái vàng mã nữa. 480 với 100 là 850. Hả? Cái gì? Vậy. Ủa sao? Ủa? Cái bài toán này cũng ra đó 850 vậy con? Tại vì thích con số đó. Ủa? Là bà có đi học không? Không. Ủa? Không đi học thì chỉ tính toán vậy đúng rồi. Thì mắc cười quá, người ta không đi học cho nên ta mới giàu vậy nè. Mấy người biết chữ chứ không có miếng vàng đeo. Trời ơi, tôi khi dễ đó nha. Quê là bán 850 luôn, mua được, mua không mua được thôi. Không, mắc cười quá à. Nó nói tôi mua một đống này nè, là có tầm 500.000 thôi. Bà chở về cho nhà tôi một xe. Tự nhiên bây giờ 850 đâu ra? Ủa biết nó hồi năm ngoái hả? Năm ngoái năm nay là 365 ngày khác nhau rồi. Giật giá leo thang, cái gì cũng leo thang á, vàng mã cũng phải leo thang chứ. Ủa vàng giả mà cũng lên giá nữa hả con? Sao không lên giá con? Con ơi, con suy nghĩ lại đi. Làm vàng giả nó cực khổ lắm nha con, không có hề đơn giản đâu con à. Cả một quá trình, cả một công sức của người ta, con nhìn đi, cả cặp visit nè để cà thẻ, khi mà mình chết rồi mà mình vẫn chưa kịp trả nợ trên trần gian á, mình xuống mình cà thẻ mình trả nợ cho người ta ha. Rồi còn có iPad, là iPhone, là đồng hồ nè, có mắt kính đeo nhìn không thấy nữa nè, có tiền xài không được nữa nè. Là cái mắt kính này nó có tác dụng gì chưa? Là đeo vô là mù đó.
coi là đeo còn tiền này xài là bị bắt đó, tại vì tiền giả mà. Nói chung là bộ này là nó rất là khó khăn. Trời ơi, tôi bán hàng mã thiệt mà, đâu phải bán hàng mã giả đâu mà trả giá tôi quá vậy. Ủa, hàng mã giả là sao cô? Là hàng mã giả là người ta dùng giấy thật đốt không cháy, hàng mã thiệt là dùng giấy giả đốt cháy. Trời, nhức đầu quá. Cái gì mà nó rối vậy? Rối quá vậy. Nói chung là cô phải phân biệt được hàng mã giả, hàng mã thật thì cô mới bán được. Trời, cái quầy này bao nhiêu năm nay đố tụi con chứ, bây giờ cô đeo hàng vàng thiệt hay vàng giả? Đốt thử đi. Hai, bỏ vô đi. 850 thì cho thêm hai bộ nữa đi cho. Ôi bất cừ quá nha. Trời ơi, người ta lời không có nhiều hết trơn á mà mua tặng thêm. Trời đất ơi, bây giờ cô lấy chồng mà tặng cô đứa con cô chịu không? Bà vô duyên quá. Đi. Đó. Thôi, không có nhét cho nữa. Bây giờ nè, bây giờ đưa 850 đây rồi tôi giao tới nhà, nhà cô ở đâu tôi giao cho nè. Thì vô giao địa chỉ cũ đó. Năm ngoái á. Năm ngoái là ở đâu? Mụn đông là biết bao nhiêu căn nhà người ta mua. À, em ở cái nhà là cái nhà mà người ta đồn á, là cái bà mẹ chồng con nhỏ con dâu vô duyên hết biết là em đúng không? Ủa chị? Hả? Sao chị chỉ thẳng vô mặt em vậy? Là em đúng không? Chị đừng cố chấp như vậy. Phải chả đó là em không? Thôi đi. Mà phải em không? Trời ơi, cái sao quá không phải, không phải chị muốn nhấn mạnh. Không muốn bà nhớ cái địa chỉ nhà tôi được không? Không phải. Bà bớt nhớ cái mặt tôi đi. Không phải chị muốn nhấn mạnh nỗi đau của em đâu, mà chị phải hỏi cho kỹ tại vì chị sợ giao lộn nhà. Thôi đi. Còn có cách này nè Thím Út. Mai mốt con đi làm hồ sơ giấy tờ á, cứ một mình địa chỉ hay chấm con khỏi ghi địa chỉ nhà mình, ghi tên của Út thôi là người ta tự biết địa chỉ gửi thẳng hồ sơ về nhà luôn. Trời ơi hay quá, cái thằng này xấu mà nó thông minh dễ sợ. Nó đúng ghê. Ủa? Ê. Cái thằng hút máu người. Trời ơi trời, hút máu người. Tao hận mày. Bà cũng là người hút máu tôi nè. Cô là thuộc dạng ma cà rồng luôn rồi đó. Bà xứng đáng với cái điều đó. 850 đâu? Tiền trao cháo mút. Thiệt tình nó lấy được bạc khó khăn quá trời đây nè. 5, 7, 8, 850 nó hơi lẻ một chút nữa. Khổ ghê vậy đó. Nè, nên buôn bán mà khó khăn quá là. Nhưng mà vẫn không quên chúc năm mới vui vẻ nha. Cảm ơn em, cảm ơn cháu nhiều. Năm mới phát tài nghe cô. Thôi chết rồi Trời ơi, trưa trật gần chiều tối rồi mà vẫn chưa mua mất kẹo. Cho nên bây giờ phải giả nghèo để đi mua nữa. Hey! Trời đất ơi, thời buổi gì mà thật giả lẫn lộn vậy trời. Thì mút thông cảm đi. Thời buổi này người ta chuộng đồ giả hơn đồ thiệt. Tóc giả nè, mũi giả, răng giả, bông giả, vàng giả, túi sách giả nữa. Gì cũng giả được hết á, mà mắc nữa. Đúng rồi. Kệ đi Thím Út, đồ giả không sợ bằng sống giả đâu. Trời ơi, mừng quá tìm được người nghèo rồi mọi người ơi. Đừng cười, mà vậy chưa đủ nghèo. Phải vậy nè. Cái bự đó, vậy nè mới nghèo thấy chưa. Đó, đó. Rồi. Làm nghề gấp luôn rồi. Đây đây cho tiền chú nha. Rồi. Đó. Rồi. À. Đang quay bumerang. Cái gì vậy? Cái gì vậy Tí? Hả? Hết không à? Bữa nay người ta đi đưa ông Táo về trời. Tưởng ông Táo ông hờn, ông giận, ông không chịu đi. Sao ông xây qua thành con? Ủa, cái đồng này là hàng Nga hả con? Dạ đúng rồi. Con quá trang cô tiên á, bán tại để ý ta mới mua. Thì con buôn bán, con quá trang thì được, cho nó vui. Nhưng mà con về nhà để vậy thì ớn quá, tôi gỡ ra đi. Ủa chứ nội thấy cái đầu này không đẹp hả? Cái đầu đẹp. Nhưng mà trên cái mặt khác á. Ủa? Mặt con không hợp. Thiệt luôn á. Gỡ ra đi. Nhưng mà con thấy đẹp mà. Thôi, đẹp lúc buôn bán thôi, giờ gỡ ra đi để ghê quá. Dạ. Ừ. Trời đất ơi coi kìa. Đó, gắn chi mà cho cực khổ bây giờ lôi ra không được luôn đây nè. Tiều tóc con tôi. Ui cha. Ui thiệt phải không? Ui cha. Ui cha. Ui cha. Trời đất ơi. Thôi đem cái đầu cất đi con. Con tặng nó cái đầu này luôn á. Thôi. Cảm ơn con. Đi. Thôi, đem cất đi. Ui da. Ôi. Lại đây con. Có sao không? Cái gì mà từ hồi sáng giờ cứ chúi mặt chúi mũi vô cái điện thoại hoài à?
rồi hư mắt sao? Con giờ con cắt đi, rồi vô rồi nội luộc cơm cho con ăn. Chứ không thôi bà con cứ ôm cái điện thoại riết là bà nội mét ba má còn tịch thu cái điện thoại nha. Dạ. Yeah. Ừ. Trời đất ơi, coi hoài. Tài. Nè. Wow, quá dễ thương luôn. Nè, hồi sáng mẹ em mua cho em cục sạc dự phòng á. Thôi vô sạc điện thoại đi, ngủ một chút, chiều chơi tiếp. Dạ. Đi. Ui dạ. Đang quang, đang quang, trời ơi. Trời ơi, sao nó che mắt che mũi nhỏ vậy, nó thấy đâu mà nó đi không biết nữa à. Thằng tí thiệt. Cái gì con? Nhan công vòng luôn nội. Nhan lúc nào mà không công. Ủa? Nhan bao công? Thím út con nó cho đó. Tôi nói nó công riết mình không biết lúc nào ông bà chứng mình, lúc nào ông bà không chứng mình nữa. Trời ơi, cô út chơi vậy là ép ông bà phải chứng rồi. À, bắt ba con tới kìa. Ủa nội thuộc tiếng xe đó của ai luôn hả? Ờ. Cái gì mà mình cứ trông, mình chờ hoài, mình ngóng riết là cái, mình biết liền à. Chỉ trừ khi nào mà bác ba con đổi xe khác thì nội không biết thôi. Alo. Ờ tới nay chỗ cũ đi. Rồi cứ kêu ngồi đi. Tôi qua tôi làm lai rai với ngút về lon rồi tôi qua nghe. Tôi má mới qua. Ừ. Dạ. Rồi rồi tới nay nha. Hẹn mày vậy nha. Rồi 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 rồi. À. Ừ. Dạ. Ông ơi, tao qua rồi nè ông ơi. Trời ơi, tới liền, tới liền. Ui da, trời ơi. Ờ, nay mai giá gì má. Hỏi tính ra anh Linh ghê luôn ha, nhan vừa tặng tới liền luôn. Nó trội mày giờ á, mày nói tao Linh mày. Món gì á, món gì á? Xuống lấy hai ly cái. Dạ. Món này ngon lắm nha. Món gì, món gì? Me Thái ngào đường Việt Nam. Mày lạnh quá à, mày ngào chi không biết nữa. Hồi sáng má đi chợ Tết. Dạ. Cái má có mua cho mỗi đứa một cái áo nè. Cái này của con. Cái này của Út nè con. Dạ má. Có mua cho con cái này á hả? Ừ. Trời má ơi, cái màu này nó cũ quá má ơi. Tết nhất là đóng có bận cái màu nó cũ xị gì được má. Má màu này nó màu mắm ruốc. Trời ơi, mặc cái áo mà màu này mặc vô chắc ta lấy sòi ta chấm á. Màu này nó cũ. Với lại má mua đồ đạc này cho con chi để vợ con mua được rồi. Tiền con đưa cho má, má để dành má xài đi. Mấy cái này không cần thiết đâu má ơi. Nói. Còn cái này của ba con phải không? Cái này của thằng Tư đó. Trời ơi, màu này đẹp quá nội. Ba con còn biết năm nay có đồ Tết, ba con mừng lắm luôn á. Mà thấy ghét cái thằng đó quá. Cái gì mà ốm nhôm, ốm nhách à, mua áo năm nào cũng y có một kiểu vậy, không có thay đổi gì được hết trơn à. Ôi, ý mà nó ốm người ta nó lao động nhiều, còn con mập người ta con làm biến à. Con là từ nhỏ tới lớn là nhất y nhất quẩn, một sai một thôi, không có thay đổi. Vậy là có ba mập bẩm sinh. Mày á, mày á, mày á. Ghèo ghèo dân dở kìa. Thank you.
Trời ơi, mới gục nước con lên, chưa có chín mà ăn gì vậy? Hàng gì mua kỳ ghế nổi. Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa, mấy chục năm rồi đến tận bây giờ, bà vẫn giữ thói quen dậy sớm, nhóm bếp lửa ấp yêu nồng đường, nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi, nhóm niềm xôi gạo mới sẻ chung vui, nhóm dạy cả những tâm tình tuổi nhỏ. Ôi kỳ diệu và thiêng liêng bếp lửa. Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngã, nhưng vẫn chẳng khi nào quên nhắc nhở sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa. Rồi, bà đã nhóm lên rồi. Đọc xong bài nhóm bếp là cái bếp nó tàn luôn rồi đó con. Đổ đậu vô, đổ nhiều, đổ nhiều, đổ nhiều vô, đổ nhiều. Trời ơi, tí ơi là tí ơi, cái thằng này á. Má coi nè, trời ơi, đậu xanh không ở trong đây à. Sao vậy? Thịt, thịt, đổ thịt, thịt, thịt nhiều vô, bốc thịt nhiều, hết luôn. Thôi, thôi, thôi con. Thôi, con cái thằng. Mày á, rồi mày gói cái bánh tét hay cái gì? Mày gói như vậy á, lát nhiều quá nó tét, thì mới kêu là bánh tét. Trời ơi, má coi nó là. Thôi nghe tí. Bác ba hay liệu mà con cứ giỡn cái kiểu gì kỳ vậy? Vậy giờ có trái gì cho chồng nhậu? Khùng hả? Đồ cúng mà đồ ăn à. Ông bà tôi hả? Ủa chị Múc hả? Năm nay chưng mang ngũ quả là trái gì vậy? Thì giống như mọi năm thôi, cầu dừa đủ xài thơm. Mà sao năm ngoái không có thơm thẻo gì chân nha. Năm ngoái làm ăn không có được, cho nên năm nay là bỏ trái thơm rồi, tại trái thơm thúi lắm. Năm nay thêm trái sung vô, cầu sung dừa đủ xài. Bộ bình thường chứ út yếu lắm hả? Ủa cái gì vậy? Ủa sao ông minh họa cho lời nói của nó vậy? Không thì nó chợt dò té. Nhậu ngủ gục ngoài. Khùng quá à. Út nói đây á, sung ở đây á là sung túc chứ không phải là sung sức. Làm con tưởng vụ kia. Thôi mệt quá, vụ kia là thôi mày bỏ qua luôn đi, chán lắm đừng nói tới. Trời ơi, vậy là chồng em không có giống chồng chị rồi. Chồng chị khác hả? Khác. Chồng chị không thèm ngó ngàng tới chị nữa mà. Ủa là khác chứ bà nội. Thiệt á. Nói tới vụ đó là ông ngủ à, sao ngủ với tôi ông không ngủ? Tức chưa. Rồi ông ngủ luôn em ba. Vậy nhậu đi ba. Thôi nó buồn ngủ thì ngồi ngoài trời sương rồi cho nó về đi con. Chán cũng đi. Nói Thiếm Út. Hôm bữa Thiếm tâm sự là cuối năm nay không có chạy đủ chỉ tiêu cho sếp đúng không? Đúng rồi. Đừng có chân mâm này. Ủa? Con chỉ chứ. Sao? Mày chỉ Út chân gì vậy? Cái gì vậy tới? Nghĩ cái trò gì nữa đó. Nè. Cái gì vậy? Bỏ sung ra đi. Bỏ sung ra? Ủa không sung sao được, mày phải sung chứ. Cầu, dừa, đủ. Bỏ xoài luôn. Không xài hả? Không. Trời ơi, có vô không rồi, ra hả? Rồi, đó. Bảo đảm năm nay là Thiếm Út đủ KPI luôn. Cầu dừa, đủ. Chỉ tiêu. Hợp lý nha, hay. Trời ơi, tí mà hay nha. Cầu dừa, đủ tiêu chỉ nè. Ủa cái gì vậy? Nhà con bị ai có vết thương hở không rồi? Vết thương rồi mới mai mới tiêu chỉ được chứ. Thiếu phải đọc đúng. Cầu dừa đủ chỉ tiêu, đừng có đọc sai nghe nó kỳ lắm. Rồi cầu dừa đủ à, chỉ trước. Chỉ nè tiêu. Đúng rồi. Rồi chốt cái mâm này nha. Tài ơi, con lấy cái bịch đồ ở trên cái ly quăng đem ra đây cho mẹ. Nhanh lên. Ngồi đây. Ngồi xuống đây. Mẹ mua đồ Tết cho con nè. Đó, đẹp chưa? Vô thử. Hơi sợ chật không con? Không chật đâu mẹ. Không. Cô Tài sướng nha. Năm nay anh Tý hết được mẹ mua đồ. Ủa? Sao anh Tý? Bình thường ít nói lắm mà sao giờ hay hỏi vậy? Nè, cắm đầu vô cái điện thoại coi đi. Dạ dạ, cắm mặt qua ông chồng cái. Hả? Cho không có đồ mới luôn á, anh không có. Ủa anh? Hồi cái dịp mà gì thứ sáu đen tối gì đó, em mua cho anh mấy lố đồ đâu. Mặc đâu có hết, với lại là mặc mấy lần đâu có cũ đâu. Bây giờ Tết nè mình lấy rồi mình mặc lại. Nhưng mà con có đồ mới thì ông chồng cũng phải có đồ mới chứ. Lớn rồi, không có phân bì với con nít. Con nít là Tết là mẹ mua ông ơi nha, ai cũng vui mừng ghê. Đúng rồi các bạn hát đó. Đó,
Còn người lớn là không có được có áo mới. Tại vì khó khăn, kinh tế khó khăn, nhường cho con đi. Chú là thua rồi. Trời ơi, mình phải chủ động trong cuộc sống của mình. Gần Tết là anh bung tiền ra cho vợ anh sắm đồ liền. Vậy hả? Nhìn cái vợ anh nó sang ghê không? Ừ, nhìn sang thiệt á. Không dám bắt hoàng làm họ luôn. Ai? Vậy? Đồ Tết tôi đâu? Bữa đưa có 1 triệu bạc ra mua 2 cái đồng hết 850 rồi, tiền đâu mua đồ cho ông? Bận cái gì dữ vậy? 850 như vậy? Thì con 150 đâu mua đồ tôi? Tiền 150 mua cái bạn ủi rồi chẳng lẽ mặc đồ nhăn? Mệt trong quá thôi. Đưa có 1 triệu bạc rồi nó hỏi hoài. Ngồi đó nhậu đi, tôi ra làm sao là không chuyện. Ủa, công chuyện đang đây mà bác ba. Mày không thấy tao đang quê à? Mày hỏi tới lắm. Tính ra anh thua rồi. Không ấy, vợ anh mua 2 cái đầm, anh mượn 1 cái đầm anh mặc đỡ đi. Còn mày mặc đồ của con mày đi. Không có gì hết. Không, leo không có đồ tết luôn. Còn leo leo không có đồ tết, leo. Không ấy bác ba, chú Út mặc đỡ 2 cái áo hôm bữa nội mua đi. Thôi, cái màu không có hợp với tao vậy á. Đúng rồi, không có thích mày ơi. Vậy còn 2 bộ đồ thế nè. Bác ba chú Út mặc không? Ghi tên vô mai cũng đốt luôn. Mày cái thằng này mày... Ủa vậy cái gì á? Mày kêu bận đồ thế hoài. Cái đồ thế hoài. Sao á tao ơi? Càng nghe nó càng vô duyên, y như thím Út nó vậy. Bà, ê, gì vậy? Nãy giờ tôi chưa nói gì đụng tới ông luôn á. Tại năm ngoái nó nói chuyện vô duyên, tôi nhớ tới năm nay tôi nhắc. Ông nói chuyện gì kỳ cục với ông nội, không có được, đụng nó vợ tôi à nha. Nó em tao chứ ai. Em chứ mà ông là cha người ta hả? Bỏ qua cho anh ba đi, cái mỏ anh hổn quen rồi kệ anh. Đất ơi trời ơi, mày làm như mày má sao mày nói tôi hổn vậy? Thì tôi có sao tôi nói vậy thôi. Nha. Tết nhất về chơi nha, ăn nhậu là không có quậy nha. Nhà tao kế nhà má tao qua tao chơi, mày nói qua chơi, mày nói về chơi. Ủa tao ở tù tôi về hả? Thấy ông tự kiếm chuyện không? Tôi nói về chơi không đúng hả? Nhà ông bên kia, nhà bên đây là nhà ba má ông, thì ông về nhà ba má ông chơi. Qua chơi. Tôi nói về đó. Thôi mấy đứa. Trời đất ơi, cái gì đâu mà mai là Tết nhất rồi, giờ mà còn cãi lộn nhau hoài với con. Thôi được rồi. Con chỉ nói cho nó biết nhà này nhà má chứ không phải nhà nó. Nè, thôi. Đừng có nói nữa nha, tôi nói cho ông biết luôn. Cái nhà này nè, là hai vợ chồng tôi bỏ tiền vô đây nè, tân trang cho nó này kia, lo nó đủ thứ hết. Tết nhất vợ chồng tôi cũng bỏ tiền vô đây lo cho cái Tết của cái nhà này, lo cho má nè, đúng không má? Ông có bỏ đồng nào không? Đúng rồi. Bỏ đồng nào không? Bây giờ ngồi nói. Ôi, tôi có đồng nào đâu bỏ luôn luôn. Vậy đừng có nói. Bỏ mà kể. Ôi, đừng có cho mà đừng có kể, lo rồi kể. Thì kể rồi mới muốn bán nhà rồi trừ cái phần đó ra. Ê mày, cái gì anh nói bán nhà là sao? Ở đây người ta đâu có nói chuyện bán nhà mà anh nói bán nhà. Bộ anh có mua mô gì vậy? Anh có mua mô gì bán nhà? Ê, có mua mô gì vậy? Lại gì vậy? Mua mô gì vậy? Nói gì rồi? Lại gì vậy? Thôi. Giờ này rồi mà cãi nhau vậy đó, nghe được không? Kêu bác ba đưa nó về. Bác ba ơi! Tụi bây không? Tụi bây làm gì má tao la tao đuổi tôi về luôn rồi đó. Không nhậu nữa vậy. Vô ngủ. Vô ngủ con. Vô ngủ bà con. Giờ gì? Nấu không nói bậy là bà không hiểu chuyện. Bà đâu rồi? Nè tôi nè. Tôi ở đây chi chậu nhẹt chi lâu lắc vậy? Tao đi về. Bà á? Ở đây chờ, ở đây chờ tôi nó chửi nó hay gì? Thì giờ tôi đi về nè, đi về. Bận cái áo mua 850 cái áo hay ghê. Cái áo 850 chưa có bận ông nội ơi. Đi chừng nào bà tính chừng nào bà bận? Mùng 1 tôi bận chừng coi. Tôi cũng ráng tôi đón xem mà. Nhìn không ưng rồi. Ông bị điên hả? Trời ơi, ghê quá. Thôi hết chỗ ông ấy rồi hả? Lỡ chứ không làm dữ hả? Lỡ gì? Má coi không kìa. Thôi được rồi, để con đem vô ngâm đi rồi lát nó má vô má gục nước má giặt cho. Nè nè, nè pha cho nó ly chanh nóng cho nó uống, nó giả rượu nghe con. Ui.
về đến nhà, mẹ con đứng chờ và mong ta. Sáng nay vừa ăn vừa khóc ở nhà mà sao lạc lối. Ước gì mẹ con bên ta, ước gì mẹ vẫn đây với ta. Thế gian mất đi một người, thế nhưng lòng ta đánh mất cả cuộc đời. Hai, ba, tư, Út, ra má biểu. Giờ mới về đó hả con? Dạ. Đói bụng không? À, có cơm nóng rỗng vô xúc cơm ăn ha. À, dạ nhà có cơm á, con đang đợi một tí về ăn chung cho vui. Dạ con có hai chậu bông, đem qua cho má chưng cho nó đẹp. Nay bán được không con? Dạ bán được lắm á. Thằng Tí nó thông minh, nó quá trang thành cô tiên bán bông, cho nên bán được dữ lắm. Thằng nó khùng lắm con. Bữa cũng ông Táo mà thấy cái đầu hàng Nga của nó má hết hồn quá chứ. À, hôm bữa má có mua cái áo kêu nó đem về cho con để mặc Tết á, con mặc chưa? À, dạ mấy nay ba con bưng bông đâu với mẫu mới đâu nội, sợ dơ áo. Cái thật vậy à, tại con muốn cho nó phẳng phiu á, với lại à, má đẹp, má sinh ra con đẹp, con mặc áo của má mua chắc chắn là đẹp rồi. Với con tính là ngày mùng 1 Tết á, con mặc qua rồi con chúc Tết cho má, rồi con chụp hình với mọi người trong gia đình mình. Con khen vậy là má thấy khỏi lì xì rồi đó. Vô ăn cơm nha. Ha. Dạ. Hên với thím Út á,
chỗ này bán đồ đẹp mà trưa nay mới nghỉ. Ừ cũng được á, để tao mua cho chú Út mày vài cái, để không có nhằn tao hoài luôn á. Ê ủa trời ơi Tý. Dạ. Ủa sao hôm bữa thấy bà nội của con cũng mua mấy cái áo mà mặc thích quá rồi ra đi mua nữa hả? Dạ bữa nay con mua cho chồng con. Vậy hả? Mua mão hết đi, tao bán rẻ cho. Hôm nay cũng trưa 30 rồi. Dạ. Rẻ là cỡ 50 ngàn cái chú. Mày có điên không? Bán đâu có lợi nhiều đâu, còn 50 ngàn bán lợi gì mà. Tao cứ lựa đi ha, tao bán rẻ. Dạ. Ừ. Tao lo công việc của tao một chút. Ê, áo hộp với chút nè. Nhưng mà cái bụng của chú Út vừa không? Vừa chứ. Trời ơi, ổ khoái màu đỏ nữa. Tao ăn tao nhắn kìa kìa. Ừ. Bông bông. Ủa nay chú sang đốt đồ cho ông bà hả? Ờ. Nhớ hồi nhỏ nè, thì má tao hay dắt tao đi mua quần áo mấy ngày Tết, chăm lo mấy ngày Tết. Đó. Rồi bây giờ trả hiếu cho bà thì cũng lo quần áo cho bà. Mà lo làm sao? Quần áo giấy. Con xin đốt cho dòng tên Trần Thị Út. Lúc con còn nhỏ đó thì cha mẹ dẫn con đi mua quần áo. Tới chừng con lớn lên á, con đốt quần áo giấy cho cha cho mẹ. Tụi bay nghĩ vậy mà sướng, còn cha còn mẹ còn ông bà để mà lo lắng. Chuẩn bị mâm cúng xong rồi hả? Dạ xong hết rồi ba. Tí coi thử có vừa không? Mà mua gì tốn tiền? Thì Tết mà con. Vừa y luôn nha. Mẹ, ba mua áo mới cho con nè. Đẹp ha mẹ. Con cảm ơn ba. Ăn cơm ba. Ba mươi Tết rồi mà con còn đập ống heo. Con cần tiền mua cái gì hả? Bí mật. Cái thằng. Ba, ăn cơm. Ờ, cũng được. Cháu hứa kìa ba.
Dạ, vợ chồng con kính chúc má năm mới nhiều sức khỏe. Cảm ơn hai con nha. Dạ, con xin gửi má cái lộc năm mới. Thôi, cảm ơn nhiều nghe ạ. Dạ, năm mới con chúc má dồi dào sức khỏe, sống vui vẻ với con cháu. Cảm ơn từ của má. Dạ. Tôi hai ba cái này nha. Hai ba. Hai ba. Dạ kính chúc má năm mới nhiều sức khỏe dồi dào ông Khang á. Tập rôm á. Hai ba. Dạ hai đứa tụi con kính chúc má năm mới nhiều niềm vui. Cảm ơn hai con. Năm nay là chúc đều hơn năm rồi. Tại từ tối qua giờ. Chúc má sức khỏe. Dạ. Cảm ơn các con nha. Dạ. Vô con. Chúc nội năm mới dồi dào sức khỏe. Ừ. Cảm ơn cục cưng của nội. Dạ, chúc nội năm mới nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Hình như cái cục vàng của tôi năm nay nói giống năm rồi nha. Tại vì chút cuối cùng á bị lỗ anh nội. Rồi bây giờ là tới cái phần của má ha. Má lì xì lấy lộc nha. Dạ. Dạ, chưa đâu nội. Năm nay mình đổi đi, đừng có chúc Tết xong rồi lì xì nữa. Mình chơi đố vui đi nội. Làm gì sao giống như là ở bên Tây chứ không giống ở Việt Nam ha. Thì mình đổi xíu xíu mùng 1 mà. Thôi thôi giờ thôi chịu ý theo cục vàng của tôi nè. Đố mọi người nha. Ủa? Tìm điểm giống nhau trong mấy cái tấm hình này. Trời giống nhau là nào cũng có mặt tôi hết á. Ủa mà tôi thấy anh ba nha, càng ngày anh càng kỹ nắng nha. Là gì vậy? Là nặng ký đó. Trời ơi, nè, anh mập dần theo thời gian luôn á. Phòng thứ 4 tôi thấy bao nhiêu tấm hình nhìn cũng y vậy à. Chỉ có cái độ vô duyên càng ngày càng đậm đà. Ê, anh nói gì vậy? À, sao? Nhưng mà tôi để ý nha, chú Út là càng ngày càng phong độ nha. Ê, cái phong độ là mãi mãi rồi. Chỉ còn anh cái hình này năm nào mà không có con á. À, cái lúc này hình như là con đi xuất khẩu lao động 2 năm á. Ủa mà ở này thằng Tí nó trồng ngọng vậy sao xuất khẩu lao động không phải đâu. Năm này là mới đây hay sao á. Ủa đi xuất khẩu lao động vậy này con ai? Trời, đầy đủ mặt mọi người hết rồi. Ủa nhưng mà Tí ơi, Thím thấy con đố kỳ quá à. Nguyên cái đống hình này không có một điểm nào giống nhau luôn á. Mỗi năm mỗi khác luôn á. Giống nhau khác. Đố gì vậy trời. À, con biết rồi. Điểm giống nhau là nè. Ủa nội, sao năm nào nội cũng mặc áo giống nhau vậy nội? Hình như là cái áo này bị giãn hay sao mà nội mặc rộng vậy nội? Thôi, ngồi xuống. Đúng rồi đó. Tết năm nào mọi người cũng mặc đồ mới. Chỉ có bà nội là bao nhiêu năm mặc đúng một bộ dài à. Cứ mỗi lần Tết tới á, ai cũng nhớ sắm đồ mới cho mình. Mà không ai nhớ cái lần cuối cùng bà nội có được cái áo mới là khi nào. Cho nên năm nay con sẽ mừng tuổi bà nội bằng một bộ áo dài mới. Trời ơi, dữ ơi. Trời đất ơi, ngạc nhiên ha. Trời ơi. Trời ơi. Trên sao mà? Sao mà đẹp dữ vậy nè? Biết lựa đồ dữ rồi ta. Trời ơi. Có nhành mai hả con? Dạ. Trời đất ơi, giỏi dữ vậy ta. Cảm ơn. Trời ơi, cảm ơn cháu nội tôi. Dạ. Không phải là mấy bác với lại các chú quên đâu, mà là người lớn có nhiều thứ phải lo. Tại nói gần Tết á, con nít á thì nó trông, nó chờ, nó mong, nó vui. Nhưng mà người lớn á thì lo. Hãy càng lớn chừng nào thì càng lo nhiều chừng nấy. Thí dụ như chồng mà khi dẫn về quê vợ á, thì không biết mình có làm tròn lễ nghĩa với bên nhà vợ không. Còn vợ mà đi qua bên nhà chồng á thì cứ sợ là mình cư xử như vậy có đúng là phải là con dâu trong nhà. Nhiều thứ để lo lắm. Nói đâu xa xôi, bà nội nè. Hồi mà bà nội trẻ đó nào mà thấy gần Tết mê lắm. Tại ông nội vẫn đi chợ bông nè, rồi đi ra mấy cái ghe mà người ta bán trái cây á con, rồi sắm cho bà nội mấy khúc chải mà áo dài. Ba ngày Tết là mặc áo dài không? Thích lắm. Tới chừng đẻ mấy đứa
Lo từ chút vậy đó. Lo ăn, lo học, lo cơm, lo nước. Trước Tết đâu khoảng tuần lễ cứ ngồi suy nghĩ hoài. Chết cha, cái áo của thằng hai giờ sau năm nay nó lỡ, nó chạy chơi, nó bị rách rồi có mặc Tết được không? Thằng ba là thương lắm, nó dễ ăn lắm. Nghèo cỡ nào á, má nuôi cho nó ăn cái gì nó cũng ăn hết chén cơm. Nó sợ để dành hộp cơm á, mang tội. Thành ra năm nào là cũng cái người nó cũng to hơn, to ngang vậy đó. Đâu có mặc áo khính của anh hai vừa. Còn Tư thì nó cau nhồng, ốm nhom, cứ ra ngoài sông bơi hoài đen thui. Không có mặc vừa áo ai đâu. Mặc giống như nó bơi trong áo vậy mà. Còn Út của má, Út của má giỏi nè, học hành cũng giỏi giang, cao to vậy nè, không có mặc áo anh nào vừa hết. Đó, mấy con thấy không, mà đâu có chỉ chuyện quần áo ngày Tết đâu. Rồi nào là làm sao cái nồi thịt kho hột vịt ăn được trong 3 ngày. Rồi bánh trái, rồi bông hoa, rồi nhà phải có đủ thứ đồ ăn cho mấy đứa nhỏ ăn đủ trong 3 ngày. Mà nhà mình rồi đó, đâu có cái tủ lạnh con. Yeah. Ừ. Chứ còn như bây giờ mấy con sướng quá, mùng 2 Tết là siêu thị người ta bán đồ ăn đầy hết rồi. Đâu có dự trữ đồ ăn như mình hồi xưa làm chi. Vậy đó, rồi cứ năm này tháng nọ nó trôi qua. Má cũng nghĩ ở nhà thì mình cứ mặc mấy áo cũ, thay đi thay lại có gì đâu. Quên mất chuyện sắm áo mới cho mình. Nội cũng quên là cái sở thích của nội là gì. Cho anh em tụi con quá mà. Lớn là đứa nào cũng dở ẹt, đứa nào quên hết trơn hết trọi. Anh hai đi làm xa, ở đây con lớn nhất, tụi con dở quá. Hôm nay nhờ mấy đứa nhỏ nó nhắc, nó làm vậy tự nhiên cái mình lớn, mình thấy mình mắc cỡ ghê luôn. Tụi con lo lắng gia đình tụi con lo này lo kia, tụi con quên má. Đừng buồn tụi con nha má. Con hứa với má, từ này về sau, những năm tới nữa, năm nào con cũng may đồ mới cho má hết á. Tụi con hứa, anh em tụi con hòa thuận, không có nhậu nhẹt rồi gây lộn làm cho má buồn nữa. Bữa anh ba xỉn vô, anh ba bậy quá. Thôi anh ba xin lỗi mấy đứa, đừng buồn anh ba nghe. Anh ba nói vậy thì sẵn em cũng xin lỗi anh ba nhiều. Bữa đó em cũng sai quá, nói những lời không hay với anh ba. Ba đừng buồn em nha anh ba. Và cái lời xin lỗi mình ba muốn dành nhiều nhất đó là má. Nhiều khi vợ chồng con vô tâm vô ý, nó đi làm mà không quan tâm tới má, để má buồn mà tủi. Con xin lỗi má nhiều má ơi. Dạ, con cũng xin lỗi má. Con nói thiệt luôn á, là con về cái nhà này làm dâu á, là con có phước ba đời luôn á. Má chưa bao giờ la hay là trách tụi con cái gì hết trơn á. Mà tụi con thì cứ vô ý vô tứ. Con nghĩ sao con nói vậy à? Mà có nhiều khi á là mọi người hay nói con vô duyên á là vậy. Thì con biết, nhưng mà nhiều khi con kìm không có được. Bởi vậy cho nên là mới xảy ra chuyện nó qua nó lại, rồi mít lòng với anh ba, chị ba rồi này kia nọ, rồi làm má buồn. Rồi má cho con xin lỗi má nha. Anh ba chị ba cho em xin lỗi luôn nha. Có gì đâu. Nói chung là tại vì
tại cái tánh thiếu út hay nói chuyện giỡn giỡn thì nhiều khi anh ba cũng dựa vô cái đó giỡn theo, chứ thật ra ghẹo cho vui với nhau vậy chứ không có ác ý gì hết. Nhưng mà nó vui gì thiệt hả má? Nói gì hoài nó vui mà vui. Cái Tết á không có chỉ con nít trong đâu, người lớn cũng trong á, trong để gặp nhau mà gặp mà vui, mà gặp mà mừng vậy là tốt rồi, đúng không mấy con? Dạ. Dạ má. Ngày Tết mà giờ thôi cái chuyện áo dài thì cảm ơn nha. Dạ. Rồi giờ tới bà nội làm cái chuyện quan trọng của bà nội đây nè. Lì xì chúc lộc cho mấy con. Yeah. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong năm vàng, hấp dẫn hương sâu. Chụp hình ngồi xuống đây, ngồi xuống đây chụp hình Tết cho vui nha. Đi không ơi, đi không, lẹ lẹ đi không. Dạ, rồi, tới liền, tới liền. Cái mốc điệu quá. Đầy đủ chưa? Dạ, đúng rồi. Đẹp chưa, em đẹp chưa? Đẹp xuất sắc luôn. Con. Dạ. Tết mà có chút mưa gì ta nói là mưa xuân đó con. Dạ. Vậy là năm nay nhà mình có lộc hết nha. Dạ. Ông trời cho đó. Dạ, ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Thôi. Đàn bà con gái đứng đi, đàn ông con trai mới ngồi. Ủa anh kiếm chuyện với em nữa? Không phải, vợ tôi cũng đứng mà. Ừ. Thấy không? Dâu con là phải đứng, đàn ông ai, ai nói, ai nói đàn ông là ngồi mà phụ nữ là phải đứng kế bên vậy? Con nghĩ vậy á. Nhưng mà giờ má nghĩ là con đứng dậy nè. Đứng dậy. Sao vậy? Đứng dậy cho con dâu má ngồi. Biết phải má là má con không? Đối với má đó nha. Con nào cũng là con, không có phân biệt dâu rể nghe. Dạ. Rồi giờ chụp hình chứ. Dạ. Chụp hình dạ. Đẹp nè. Anh coi dính tí tóc cho nè. Ê, ông nội đây. Thôi, tôi chạy cho, chạy từ sáng tới giờ đó. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong năm. Từng xem phong cảnh có vẻ thanh. Nào nào, giết con. Giết con. Rồi, lại lại luôn nha. Rồi, cho lại cá nha. Mai, xếp đi. Rồi, xếp đó. Ý, sao sóc dầm, đợi sóc em. Sóc dầm. Lại ngay rồi. Rồi, xếp đó. Đáng yêu và xem nhau giống như là một gia đình vậy đó. Cáp. Trời ơi, bóng chuyền hay gì? Người dân ở đây thì hiền hòa và xem nhau giống như là một gia đình vậy đó. Vậy? Cái hầu mất cười quá. Mẹ ơi, mất cười nữa. Trời, kiếp lên, má đứng dậy nha. Trời, trở lại cái nha, má đứng dậy. Trời, kiếp lên, má cũ nha. Lại má nó cũ nha, đừng ráng, đừng xì nha. Má đứng dậy, 3, 2, 1. Ấy đau xong rồi quay lại bình thường. 3, 2, 1, kiếp. Mọi người xem nhau giống như là một gia đình. Khoan, khoan, tụi má nó cũ chứ. Đúng. Tôi chọn. Trời ơi, tôi nghĩ, tụi má nó cũ, tôi hai chị lại á. Rồi, đặt chung chứ bầm nhỏ quá. Đặt chung nè. Nào bị điện. Rồi, má ngủ nha. 3, 2, 1, điện. Trời đất ơi, mày đi gái đi cô bói. Tự nhiên ôm cho bóng đợi thôi. Giờ cứ thầy bói, cô bói một con thanh năm nay. Ngủ đi. Anh lại. Nó sách mé hả? Trời đất ơi, như thanh đề đổ đèn vậy. Thấy ghê không? Nó cười ra. Hả? Không biết cái vụ đó hả? 90 mày lớn ghê vậy đó. Tao đi coi bói rồi, bói lấy con 5,000 à, thiệt với mày vậy đó. Coi bói nó. Sao cho nó cười nữa. Trời ơi, bói 5,000. Rồi. Ủa? Chị làm gì mà chị lăn xăng vậy? Sao chị lăn? Hay cha ơi, mày biết không, chết mẹ rồi, hột quẹt mà lấy nhầm chai dầu.
Yeah. Quẹt bỏ ở đâu? Tưởng gì không à? Tưởng gì không biết không? Cho Út vô chải cái tóc nữa con. Dạ. Xin nói đi. Đi. Má không lấy cho tao đi. Dự ơi, lấy chén với cơm đi con. Dự ra. Rồi, gắp lại.